Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại cập bến một mẫu xe Hyundai Grammy 10 có năm sản xuất 2014, phiên bản là số sàn máy 1.0 máy xăng, chiếc này mang biển kiểm soát 14A 34077. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ đi quay qua một thần thân vỏ cho các bác xem nhé. Sơn si của nó này, màu bạc, bản hatchback một đầu, xăng ăn tiết kiệm như người. 100 cây chiếc này ăn tầm độ 5 lít rưỡi đến 6 lít xăng trên 100 cây số. Chỉ có hơn 200 triệu đồng một chút, các bác đã sở hữu một mẫu xe Y10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ, mang biển kiểm soát Quảng Ninh. Dòng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày, hãng Hyundai thì đồ đạc của nó rất là dễ thay thế các bác nhé. Các bác xem thân vỏ của nó này, led căng, led như xô ly. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe này. Các bác xem gầm bệ này, gầm bệ chắc lịch các bác nhé, gầm bệ chắc, côn số ngọt. Còn đây là phần cốp sau xe này, bản một đầu thì cốp của nó nhỏ gọn xinh xinh các bác nhé, nó không được rộng rãi như bản sedan hai đầu. Tất cả đinh tán giằng giật nguyên bản. Ốc bản nè của cốp đằng sau các bác này, keo chỉ. Phần keo chỉ này, keo chỉ zin các bác nhá. Lỗ của nó không hề có dấu hiệu mo méo, zin từ con ốc. Một mẫu xe Y10 nhập khẩu nguyên trước từ Ấn Độ. Đây là phần sàn xe các bác này. Sàn của nó này không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá, không hề mục mọt. Trang bị gạt mưa sau nguyên bản theo xe. Hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau. Đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ các bác nhé. Đấy các bác xem, cua lốp không hề mù mọt, lốp dép rất là ok. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Đây là phần nội thất của xe này, ghế da trang bị hai màu, phần bạc lên xuống, hốc bản lề, phần cột kèo, cột kèo đinh tán zin, zin nguyên bản các bác nhé. Phần táp ly của cánh cửa
đằng sau bên phụ. Phần khung cánh cửa không hề có dấu hiệu bung mòn. Phần keo chỉ các bác này, keo chỉ của nó đều tăm tắp. Hàng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày các bác nhá, nên là các bác sử dụng rất là yên tâm. Đây là phần ghế da đằng trước này. Đây là bậc lên xuống. Ốc bản lề. Đấy các bác xem. Chưa hề động đến kale mà lết. Cột kèo. Cột kèo đinh tán. Cột kèo đinh tán zin các bác nhé. Phần táp ly của cánh cửa đằng trước bên phụ. Âm thanh vũ trường cực hay. Tất cả khung cánh cửa các bác này rất là đẹp các bác nhé. Táp ly này vẫn còn gai sần. Phần keo chỉ của nó này cứ phải nói là đều tắp tắp luôn. Màn hình cam nùi đầy đủ, tích hợp xi nhan bên sườn. Đăng kiểm còn đến tháng 11 năm 2021. Đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ của anh nhá. Cua lốp này không hề mùi mọt. Sơn xi màu bạc led căng. Chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2014. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 205 triệu đồng. 205 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên lái các bác nhé. Đấy, tất cả cua lốp này các bác này. Lốp dép khe mũi của nó khá là dày luôn. Đây là phần táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái các bác này. Âm thanh vũ trường cực hay. Phần keo chỉ. Keo chỉ zin. Phần khung cánh cửa. Phần bậc lên xuống. Tất cả đinh tán giằng giật. Đấy, nguyên bản các bác nhé. Đây là phần táp ly của cánh cửa đang trước bên lái các bác này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Tất cả những cái nút này rất là đẹp luôn. Phần keo chỉ. Phần khung cánh cửa này. Đây là bậc lên xuống. Ốc bản lề. Tem mác theo nói sản xuất. Phần cột kèo. Cột kèo zin. Sau đây em sẽ tiến sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng rất là đẹp.
Đây là phần quả số này, phanh tay này. Sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhé, để phát nổ ngay. Em đóng điều hòa này. Đó, điều hòa rất là mát. Phần là xi nhan báo rẽ này. Phun nước gạt mưa. Táp lô của nó đã được trang bị thảm trải táp lô này. Đây là gương chiếu hậu này. Phần là chắn nắng này. Chắn nắng hai bên các bác này. Phần là kính lên xuống này. Hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Gương chỉnh điện này rất là ok. 205 triệu đồng cho một mẫu xe Hyundai Grand i10 sản xuất 2014 các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem này. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Grand i10. Máy móc lổ rất là êm. Máy chất gầm chắc côn số ngọt. Tất cả ốc ác đinh bấm giằng giật nguyên bản. Điều hòa rất mát. Đấy, điều hòa đang đóng các bác nhé. Đấy, lốc điều hòa đang đóng. Máy số zin. Phải nói là rất là đẹp luôn các bác nhá. Chỉ có hơn 200 triệu đồng một chút, các bác đã sở hữu một mẫu xe i10 hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ. Số sàn máy 1.0. Máy 1.0 thì rất là tiết kiệm nguyên liệu, xăng ăn như người. Đấy. Máy lổ rất là êm, không hề có dấu hiệu gì dầu các bác nhá. Lốc điều hòa đóng mở nhịp nhàng, xe không lỗi các bác nhá. Máy vẫn đang nổ, điều hòa đóng mở nhịp nhàng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ cần cả đổ xăng và sử dụng thôi. Tất cả ốc ác đinh bấm giằng giật nguyên bản. Nắp capo zin. Tất cả các lỗ tròn, không hề có dấu hiệu mó méo. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ ở số 1 Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Hyundai Grand i10 có năm sản xuất 2014, phiên bản số sàn máy 1.0 máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 205 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.